Không nợ nó chỉ không giữ anh được 10 giây thôi. Nó dụng lẹ với ta. Chào mọi người nha. Thì nó là thằng Bơm. Thì từ cái lúc mà mình đem nó về nuôi á mọi người, nó đến nay thì cũng được một năm rồi mọi người, hơn năm rồi. Nó thì bây giờ nó cũng đã lớn rồi ha. Thì nó cũng đã lên chiếc cha nha mọi người. Nó thì nó cũng đã sinh cho mình được một cái bài nhỏ rồi mọi người. Nhưng mà mình sẽ không để cho nó sinh sản nữa ha. Lúc mà mình nuôi nó thì mình chỉ muốn là ra một cái bầy con nhỏ để cho nó cho mình làm giống thôi mọi người. Nó rồi bây giờ mình sẽ quyết định là mình sẽ không cho nó đẻ nữa ha. Đó. Đẻ nữa thì nó nhiều lắm mọi người. Một lần đẻ thì nó ra tới 4-5 con lần một lần lần. Đó. Nên là nuôi khá là cực ha. Mình có cái bầy nhỏ của mình thì được rồi mọi người. Nên là mình sẽ không cho nó sinh sản nữa. Chắc cỡ ngày mai ngày mốt gì đó mình sẽ dắt nó đi triệt sản nha mọi người. Đó. Mình nghe nói triệt sản thì tốt lắm mọi người. Tốt cho mấy con chó đực á. Cái tuổi thọ sống của nó thì sẽ cao hơn mọi người. Nó với lại là nó sẽ hiền lành hơn ha. Con Bơm này của mình thì nó cũng dữ lắm mọi người. Lâu lâu mà mình giỡn với nó là nó quạo nó táp á mọi người. Đó. Với lại mà lâu lâu thì nó cũng chạy lên nhà hàng xóm này kia mọi người, mình sợ thì nó phối giống tùm lum. Nó thì nó cũng mắc mấy cái bệnh gì cái bệnh lý á mọi người. Đó. Thì nó rất là mệt ha. Nên là mình sẽ không cho nó phối nữa. Bơm. Con Bơm của mình thì nó bị tăng động á mọi người. Mình nghe nói là sau khi triệt sản xong thì nó sẽ mắc đi cái tính nhây luôn ha. Đó, thì nó sẽ hiền lành hơn. Thì mình sẽ dễ quản nó hơn mọi người. Chứ mà mình để nó tự nhiên như vậy thì nó lì lắm mọi người ơi. Đây, Bơm nha mọi người. Mình vừa mới đi tiểu long cho nó về đó. Nên bây giờ nhìn nó khá là gọn gàng luôn. Nhưng mà khó đi tắm mưa lắm. Lúc nào cũng đi tắm mưa hết trơn á. Tắm ghét cho mình mẩy ướt nhem ướt nhẹp hết trơn mà vẫn đi tắm hoài luôn. Bơm. Thì chắc cỡ mai mốt mình sẽ dắt nó đi ha mọi người ha. Triệt sản cho nó xong cho rồi đi. Chứ để lâu lâu thì nó sẽ tới cái thời kỳ mà nó sinh sản nữa mọi người. Thì nó sẽ đẻ nữa ha. Đó. Mình vừa triệt sản cho nó mà còn tốt cho mấy cái con chó cái của mình nữa mọi người. Đây. Cái bầy nhỏ của mình thì đang nằm trên kia kìa mọi người. Đó. Với con Lucky kìa. Theo gì Lucky gớm lắm. Bơm. Lùa mưa cho cố vô giờ vô đây ngồi liếm cái lông. Giờ là còn nha mọi người. Đó, bây giờ là còn cái tinh hoàng. Giờ bữa nữa là anh đi cắt cho mày rồi con, rồi xong rồi con. Hết nhây nha con, hết dở nha con. Khỏi đi theo cái luôn. Mấy bữa nay là nó toàn là chạy lên nhà hàng xóm không mọi người. Chắc tới kỳ nó muốn sinh sản nữa mọi người. Nó nên là nó đi kiếm mấy con chó cái của hàng xóm ta. Chán mà giữ gì Bơm. Giờ bữa nữa là hết nha con. Nằm cái tướng thấy ghét ghê không? Trời ơi. Bây giờ là cái bàn với cái ghế này là nhà của tụi nó luôn đó mọi người. Mưa gió nên tụi nó đâu có chỗ nào mà tụi nó nằm được đâu. Đó, nên là tụi nó chia ra, chia phái ra. Con thì nằm trên ghế, con nằm trên bàn. Còn cái nhà của mình thì mình chặn cái này lại mà nó cũng lên được cái này mọi người. Giờ là mình không biết làm sao luôn rồi đấy. Thôi kệ đi. Chứ bây giờ cũng đâu có chỗ nào cho tụi nó nằm đâu mọi người. Nó ở dưới này thì dơ quá. Bơm. Giờ bữa nữa đi nha Bơm. Bơm. Nghe tới đây sao mặt buồn hiu vậy Bơm? Nghe tới đây sao mà buồn buồn vậy con? Mình cũng không biết là sau khi mà thí nó xong thì mà con này nó sẽ trở nên như thế nào nữa mọi người. Chắc là sẽ không có còn nhây như bây giờ nè. Đó. Chắc sẽ hiền hơn. Chắc nó cũng sẽ buồn mọi người. Đó. Mình nghĩ là vậy. Nên mình cũng đang lo mọi người. Đó. Tại vì lúc giờ mình quen với cái việc mà tăng động của nó mọi người. Đó. Mình vô thì nó sẽ chạy lại, nó bu lên mình, nó giỡn. Chắc vài bữa nữa là mình đi triệt sản nó xong chứ không còn mấy cái đó nữa ha mọi người ha. Chắc nó sẽ thụ động hơn.
nó sẽ nằm yên tại chỗ mọi người, chứ nó không có còn chạy dở nữa. Vậy cũng tốt đó bà ma, vậy cũng tốt bà ma. Chứ để mà mày chạy lên nhà hàng xóm người ta không thì sao giờ. Mỗi lần mình mở cái cửa ra là nó sẽ chạy lên trển tầm 10 phút, 15 phút luôn mọi người. Không biết nó kiếm cái gì vậy trển nữa. Kêu là không bao giờ về nha. Khi nào mà muốn về là về thôi chứ không bao giờ về nè. Khoái đi chơi dữ lắm. Có ngày người ta bắt mày là xong luôn. Bơm, 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 sao không? Sao không? Sao không? Sao không? Nằm banh đi con. Đó, còn cái đen đen nha mọi người. 2-3 bữa nữa là mất tiêu rồi con. Là sống mà luôn rồi con, nói không? Giỡn con xíu rồi nghe răng rồi cắn. Rồi cắn nào nè, cắn mình mạnh lên. Cắn đi, bơm lì. Nè, cắn đi nè. Dạ, 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 cắn đi, cắn đi. Nè, cắn đi, nó mạnh vô. Nó mạnh vô. Dạ, dạ. Nằm cái tướng thì ghét ghê không? Hai chân thì ghét lên cái ghế. Đó, nằm bành ra như vậy đó. Lì 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 nè lấy mấy ai. Sao mày, sao mày, sao mày, sao mày, sao không dở không dở xin cá không? Dạ 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 dở xin cá không? Dở xin cá không? Sao mày, sao mày, sao 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 giờ bữa nữa là mày hết quậy được rồi con, cho mày. Dạ 8 kg. Dạo này tuổi ha, năm mấy rồi? Không. Dạ. Cái gì lì với bơm? Bơm. 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 Thôi yên nha bơm. Nó chỉ hung dữ anh được 10 nha thôi. Nó dụng lẹ với ta. Đứng đây đợi anh làm xong cái này. Dạ. Ngủ luôn bơm. Bơm 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 bơm. Anh giữ nó nha, nó chạy. Dạ.
Ồ. Như là nó sắp tỉnh rồi này. Ừ. Ồ. Tỉnh rồi, sắp tỉnh rồi. Mưa giòn quá. Mở cái luồng trùng lên chứ. Dạ. Yeah. Cái băng keo gió này 5 ngày sau mà chưa gỡ thì gỡ lên nó nha. Ngoại với tao được 5 phút con, 5 giây 10 nha. Ngoại nữa đi. Thì hiện tại mình đã triệt sản cho bé bơm xong rồi nè mọi người. Bây giờ mình thấy cái mặt nó hơi bị buồn luôn. Cái này là đó, mọi người thấy không? Đó là thuốc đỏ nha. Đó. Bơm buồn bơm. Hồi nãy bác sĩ tìm cái thuốc gì á mọi người, 3 giây mà nó gục mất tiêu luôn. Nhanh thì ghê thì chứ. Đó, bây giờ nó nằm vậy luôn rồi. Hết cái động mạnh được rồi nha mọi người. Đó. Chắc cũng cỡ 3-4-5 ngày gì đó thì nó sẽ khỏe lại. Rồi bơm buồn luôn, bây giờ bơm trở thành thái giám luôn. Tội bơm dữ trời. Bơm. Bơm ơi. Tội bơm dữ trời. Xong luôn. Bơm. Mình phải đợi cả tiếng đồng hồ thì nó mới tỉnh lại không mọi người. Cái thuốc mê này công nhận ghê thiệt. Mình để nó ở dưới cỡ 1 tiếng mấy 2 tiếng gì đó thì mình mới xuống mình chở nó về nè mọi người. Đó. Bơm. Bây giờ nhìn con bơm nó trầm tính thì ghê thì chứ. Chứ tại nó còn đau mọi người. Đó. Cỡ 2-3 bữa sau thì nó sẽ khỏe lại, là nó sẽ chạy nhảy lại thôi. Bơm. Đau không bơm? Ừ. Bơm. Tội với bơm ghê luôn. Nằm đi bơm, nằm nghỉ ngơi đi. Đó. Vậy là xong con bơm. Nãy giờ mà để ý là nó khó chịu hay sao mọi người, mà nó tìm cái hình dáng nó nằm cho nó khớp á. Mới cắt về nên là nó hơi đau mọi người. Cho nó nằm nghỉ cỡ 2-3 ngày đi. Bơm. Giờ là bơm không còn như xưa nữa, bơm hết tăng động nổi rồi. Buồn dữ bơm. Bơm. Khuôn mặt buồn bã. Bơm. Bơm. Xong luôn, bơm buồn luôn. Bơm. Bơm, khỏe chưa bơm? Bớt đau chưa? Ừ. Không bớt đau chưa? Hết quậy nổi luôn. Giờ là chỉ ngồi yên thôi. Không có còn quậy nổi gì nữa chứ này. Thôi kỵ bơm. Còn đau hả bơm?
không? Bơm. Cái gì mà mới về mà con tháo cái miếng băng ra luôn rồi bơm. Hả bơm? Mới vừa về cho sao con tháo cái miếng băng ra luôn rồi. Trời ơi. Xong, mày tháo luôn rồi con. Mày lì rồi má. Thí mày xong mà mày vẫn lì à. Miếng ta đang đeo vậy mà mày cắn ngay chi vậy hả? Hả bơm? Hả bơm? Sao con lì dưới bơm? Hả bơm? Sao mà lì dưới bơm? Bơm? Dạ, má mày vẫn lì như xưa rồi bơm ơi. Chứ mày có khác nhau gì đâu. Vẫn lì nãy không? Bị đái nè. Nè, đái nè. Trời ơi. Bơm là bơm. Nết kỳ vô bơm.